Xin mời quý vị thưởng thức giọng ca được đi sâu vào lòng người, nam nghệ sĩ Quỳnh Vinh. Một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Và để góp phần cho chương trình văn nghệ hôm nay được thành công tốt đẹp hơn thì qua đây cho phép Tài Thiên Tài trân trọng giới thiệu đúng quý vị. Tiếng đàn guitar cổ quý vị đang thưởng thức bây giờ, tiếng đàn của nhạc sĩ Minh Trung, tiếng đàn sến của nhạc sĩ Minh Hà và tiếng đàn organ của nhạc sĩ Quốc Thảo đến từ sân khấu cải lương Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt hôm nay có sự cộng tác đắc lực của kênh YouTube ANV. Chờn trên đường sông cô
cô gái mù lòa có đôi má thắm, giờ chẳng thấy còn bên góc chờ một chiều mấy hàng giữa lá ngọn gió đông đưa dạy con đò nhỏ đang nhẹ nhàng lướt sông. Cô gái bán sầu riêng giờ đây sao vắng bóng, chỉ có mối hoàng hôn tàn mang bên sông buồn. Ngồi một mình trên ghế đá công viên